Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay anh em sẽ đi lấy ống đất cho mọi người. Lấy tổ ống đó để về luộc hay là mình xào đó mọi người. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi chân anh em mình đi lấy tổ ống nha cả nhà. Bốn người thì đi trước rồi mọi người ạ. Họ sẽ lấy cái tổ ong đó ở dưới đất, thì ở dưới này nha mọi người. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi chân mình đi lấy tổ ong đất nha. Ở trên này người ta cũng làm rẫy cà phê mọi người. Ở trên này là cao nhất luôn mọi người ạ. Mọi người nhìn xung quanh đây, toàn là thung lũng không mọi người. Cảnh chỗ này rất là đẹp luôn. Bên kia thì trời sắp mưa rồi. Đây. Anh em mình vừa tới nơi cả nhà. Đâu? À, cái món sân. Kia mọi người. Vô một cần này. Nó quay tao mang rồi. Nó đốt đấy. Em đang về đây mọi người. Con ong này mình lấy con nhong thôi nha mọi người. Em Minh thì mặc đồ bảo hộ để lấy tổ ong cả nhà nha. Chỗ này cảnh view rất là đẹp luôn cả nhà. Ôi cha. Em hàng cục mẹ rồi. Đừng có đến gần ông nội. Wow, được tổ nhiều đó cả nhà. Đừng có đến đây nhá, ông rồi. Đó cả nhà. Ui da. Quá đã. Mà đến đó nên nó chích một cái thôi là đi luôn cả nhà. Mình ở xa lắm nha, tại vì cái này mình phóng to cả nhà. Run quá, nãy sợ quá cả nhà. Được một cái to. Nguy hiểm quá. Cái này có đồ bảo hộ thì mình lấy được ban ngày cả nhà. Không là mình lấy ban đêm, cái này mình phải đốt. Nó đi ngay gần đây luôn mọi người ạ. Nó bu
đầy người luôn kìa. Cảnh view ở trên này rất là đẹp luôn mọi người à. Nãy đến gần đó không dám đến gần. Chạy xa lắm rồi. Chờ kết quả. Ở phía trong làng mưa rồi mọi người ạ. Ở trên này gió khá là to. Gió quá thì mong tất cả mọi người cũng thông cảm ha. Sir, em ăn nhanh lên đi. Nó bu vào người chạy mất dép luôn. Đang theo mình mọi người. Đây nhiều lắm. Sợ thật đó. Nhất kìa. Đi ta sợ lơ. Cái này 3 tầng. Cái này cái gì nhỉ? Sạ này. Dộm lờ. Đi phần dê bởi lý. Em mọi người. Thì bà đã bằng lớp. Nè hạ tiêu xôi bởi tiêu. Đúng rồi. Xôi ba thôi. Mày lấy quay để chết hỏa lại em ý là ngủ hút sàn. Con nghe mọi nhà. Mày đang chạm tóc chứ, đang tóc chuẩn bị. Đã con đi. Anh đúng là tôi con kia tôi. Rung mình ăn cháo rồi bao. Con ra nè. Đang lại. Con nong này cả nhà. Có cái gì cái chứ thì rồi u cái sông năng âm cái gì. Bắt luôn luôn cả nhà. Hết rồi thì bắt luôn tôi vừa. Nam sẽ hết rồi tình nhôm rồi. Ở đâu cả sao? เฮ็ดให้ติงอันโตกระโดดมาต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 า
Anh xưa có anh xài trứng. Ừ. Ừ. Anh ít tiền xài mà. Luộc. Cái này. Anh bắn sao ông con. Luộc cá vô kìa. Ừ. Thế hết rồi. Thế mong có rồng. Chùa cái hợp tay. Là buộc linh lắm mà. Cái này ăn được. Buộc linh chắc không có được bao nhiêu vậy. Là chỉ lung một hệ này thôi. Ai quán biết sao. Thế là mầm ướm rồi. Quá đủ rồi bố ha. Mình cần sao việc xe này. Xe lạc lót một bà ở. Lạc lót một. Béo. Tôm là, ai tam mình đùm bắt sô tô vừa. Tôm mà sô tô tô. Tam mê tô hên tô. Chắc cà ra cà ra ri hào lai. Ê là kho đây, xong mà ngất cái này. Kê là kho đây. Chắc xối cà ra cà ra tì. Đi chặt chân chút đây à. Thôi. Thằng này này. Thằng này này. Thằng này găm. Trăm ngày một ngày xui hay tì. Chúng ta cà chí đô thì chuyện này, đó đô thì chuyện này, muốn cái gì? Cướp nhân viên pram này, mày mày không đâu, mày được tay trap trap, tay đang quay, trap trap, crop crop, mình lo con đạp vui vui lại xong mọi người, nặng quá, có hai đi xin đầu còn hai ký mọi người. Cho chị đưa cho u con được rồi. Thế rồi. Đắp cái đôi đồ hèn. Đấy, u. Uống cái đi. Xem nói chưa. Có ai đi 50 thì cầm u rồi. Anh hẹn u rồi. Ê đi cái đôi đồ vơ. Đấy, anh em đang làm ong mọi người nha. Ong á. Đang gửi anh em mọi người. Làm đi em tin. Nhà em xe. Mỗi người mỗi tin.
Cái cấp để đi mày là bây giờ chứ em mà ngỡ sao ông đã ấy ông chưa bao ta bằng đến sao ông đã cái tình cười kìa chào bơ anh đi học bảo chưa tập phép wow ngon chín rồi nhìn béo quá mọi người nhìn rất hấp dẫn đây 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 mời mọi người ăn nha rồi đây mọi người nha ăn thử một miếng vài ngày ở nhà được mất sạch thế này mời tất cả mọi người cùng ăn nha đây cả nhà nha mời tất cả cả nhà ăn này béo phải béo chất béo không con này béo tá bát tô này bát ong tá vô đây giờ đây ok đến hiểu rồi ta làm hôm nay sẽ dùng một lon bia tất cả mọi người nha ăn với ăn sát phối tí rồi bắt đầu rồi không gọi một tí thần phối chứ thằng phối khác nếu không biết cái này món ba ta là chất vừa rồi đấy chất tao nghe là menu được chắc là ăn cái này là chung chung ăn món này quả chắc béo không mọi người ấy không chắc là sao giờ lúc phải bằng chắc là tôi ăn giá ăn băng băng cái này ăn được nha mọi người lúc lắm mời tất cả mọi người ăn nha nên rất lợi thì mình sẵn kết thúc luôn hay là là xin chào nhuận ở gõ xin lỗi nhớ rồi nhớ xin nhậu khai đồng đây là hạt tít này đúng rồi chào xe mày hôm nay đi lấy ông xe ơi bị ông đốt một cái chắc đêm nay chắc mình ốm quá mày mua thuốc uống thôi các bạn nhớ cho một like nha ok mọi người nha thì nãy ăn con nhỏ quay lại chết đi quay lại chết đi thằng nào chọc lấy là đi thì xin phép dừng lại clip tại đây nha mọi người giống như thường lệ nếu mọi người cảm thấy video của mình hay ý nghĩa thì mọi người cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha cảm ơn tất cả mọi người xem video của hôm nay hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau ha. Bye bye mọi người nha. Bye bye bố. Bye nha. Xin chào gặp lại. Bye bye nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau ha. Bye bye. Bye bye Kim. Kim ơi. Bye bye con. Bye bye. Bữa đây mẹ là rất hài.